với mục tiêu chấm dứt tình trạng người lang thang cơ nhỡ ăn xin gây mất mỹ quan hình ảnh đô thị buôn ma thuột những ngày qua lực lượng chức năng của thành phố buôn ma đã tổ chức nhiều đợt ra quân tiếp cận đối tượng lập hồ sơ tổ chức xác minh hoàn cảnh tìm kiếm nhân thân các đối tượng người lang thang cơ nhỡ ăn xin tại các tuyến phố để chủ động phương án xử lý bàn giao các đối tượng không rõ địa chỉ vào trung tâm bảo trợ xã hội của tỉnh đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động tăng cường truy quét xử lý nghiêm trước pháp luật những đối tượng bảo kê chăn rắt lợi dụng người khuyết tật người cao tuổi trẻ em để tổ chức hoạt động lang thang bán hàng rong xin ăn